Chào các bạn. Đậu phụ là một cái món ăn quen thuộc của gia đình Việt. Tuy nhiên thì không phải ai ăn đậu phụ cũng có lợi cho sức khỏe. Trong cái video này thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn là 6 đối tượng không nên ăn đậu phụ và cái cách để chúng ta ăn đậu phụ không gây hại cho sức khỏe. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung của video ngày hôm nay. Đây là những người không nên ăn đậu phụ. Thứ nhất là người bị thiếu máu. Đậu phụ là cái thực phẩm có chứa cái hàm lượng lớn protein rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì người bị thiếu máu cần hạn chế ăn đậu phụ vì protein có trong thực phẩm này sẽ làm rối loạn cái quá trình hấp thụ máu. Thứ hai là người bị tiêu chảy. Tại các cái chuyên gia cho biết thì những người bị tiêu chảy do lạnh dạ dày thì tốt nhất không nên ăn đậu phụ. Nguyên nhân là do đậu phụ thuộc cái hàng thực phẩm có tính lạnh, mềm, nhiều nước, dễ tiêu hóa. Mà khi đưa vào cơ thể nó sẽ giúp thanh nhiệt, tăng cường khí lạnh trong dạ dày và nhuận tràng. Nếu người bị tiêu chảy do lạnh dạ dày, ăn đậu phụ sẽ làm tăng cái khí lạnh khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Và thứ ba đấy là người bị thận yếu. Đậu phụ là cái thực phẩm giàu protein thực vật, khi vào cơ thể nó sẽ chuyển hóa thành hợp chất chứa nitơ và bài tiết qua thận. Nếu người có chức năng thận yếu khi ăn sẽ khiến cái tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra thì canxi có trong đậu phụ cũng dễ kết tủa và gây ra sỏi thận. Thứ tư là người bị bệnh gút. Chuyên gia sức khỏe khuyên cáo người bị bệnh gút nên tránh xa đậu phụ bởi các loại thực phẩm này sẽ làm gia tăng cái hàm lượng purin trong cơ thể, khiến cái quá trình trao đổi purin trở nên rối loạn và làm cái bệnh trầm trọng hơn nhiều. Và thứ năm là người mắc bệnh tiêu hóa. Có thể bạn chưa biết đậu phụ cũng chính là cái thực phẩm đe dọa không nhỏ đối với những người mà mắc bệnh liên quan đến tiêu hóa. Người đang mắc cái chứng đầy hơi, khó tiêu, chứng bụng khi ăn đậu phụ vào sẽ trở nên nặng hơn. Do đó, hãy loại bỏ thực phẩm này ra khỏi thực đơn nếu bạn đang gặp cái vấn đề về hệ tiêu hóa. Và thứ sáu là người thiếu iốt. Đậu phụ chứa saponin tuy có cái chức năng ngăn ngừa chứng xơ cứng động mạch nhưng cũng làm tăng cái sự bài tiết của iốt. Bởi thế mà người thiếu iốt không nên ăn nhiều đậu phụ để tránh làm cái tình trạng bệnh bị nghiêm trọng hơn. Ngoài những cái lưu ý trên thì các gia đình cần lưu ý là không nên kết hợp đậu phụ với trứng gà, sữa bò, rau cải bó xôi, măng, hành tây hoặc là mật ong. Và sau đây là những cái điều cần ghi nhớ khi mà ăn đậu phụ để không gây hại cho sức khỏe chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là không ăn đậu phụ thay rau. Đậu phụ có cái nguồn gốc thực vật, vì vậy mà nhiều người cho rằng đậu phụ mát và có thể sử dụng thay rau. Tuy nhiên thì điều này là sai lầm, bởi dù đậu phụ có cái nguồn gốc thực vật nhưng lại không chứa chất xơ. Nếu bạn ăn đậu phụ thay rau kéo dài trong nhiều ngày, bạn sẽ bị táo bón kèm theo hàng loạt những cái hệ lụy sức khỏe và dinh dưỡng khác khi mà ăn một cái chế độ thiếu chất xơ. Cái thứ hai là không ăn đậu phụ với rau chân vịt. Sở dĩ có cái điều này là bởi lẽ trong đậu phụ có chứa nhiều calcium sulfat, còn trong rau chân vịt lại chứa nhiều acid oxalic. Hai chất này gặp nhau sẽ tạo thành calcium oxalat, và hai cái chất này không chỉ gây ảnh hưởng tới cái sự hấp thụ canxi của cơ thể mà còn dễ bị kết sỏi thận. Và cái lưu ý thứ ba là không ăn đậu phụ với mật ong. Đậu phụ thường chứa thạch cao, còn mật ong thì có đường. Hai cái thành phần này gặp nhau sẽ tạo ra cái hiện tượng vón cục đông cứng trong dạ dày, làm người ăn khó thở, hụt hơi, thậm chí dẫn tới hôn mê. Đặc biệt, người có bệnh về tim mạch cần tránh dùng cùng lúc hai cái loại thực phẩm này. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 6 cái đối tượng tuyệt đối là không nên ăn đậu phụ và cái cách để chúng ta ăn đậu phụ không gây hại cho sức khỏe. Và cũng rất mong rằng với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở đây sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cuộc sống. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hoặc là muốn tư vấn thêm thì các bạn hãy để lại những lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý anh chị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu như các bạn là những người còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và cuối cùng xin được chúc quý anh chị có nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.